Bình thường á, Mang một đây quả lớn luôn. nó vẫn đang ấy nước là nhìn chưa. Rồi sẽ hết được má rồi. Đấy chưa? Đấy nó lại cháy lên đấy chưa? Đó nó thôi ra hả? Nó cháy bây giờ cháy ngầm ở trong kìa, nó đéo phải cháy. Đốt hết là đúc đúc có hộp chỗ nó đó. Nó phải dẹp đấy, lần trước này nó mới dám vô được. Cái gì giờ nó gì dám liêu ừ, lắm các vô. Cái nhà kia cái thứ nó khóa hết cửa rồi làm điều. Đấy, không đấy ngay cổng ở đấy này đó, đây cái cổng là ngay ở đây đây, đây cái chỗ này đổ rác này luôn á, cái cổng ở đây cổng nó đổ rác nhưng mà nó cháy mạnh, mấy cái nhà kia đang khóa cửa thì vào đéo được, nó chưa dám cắt cửa vào kìa, vào mà đéo có lối ra, khói mù mịt thì mẹ đéo có lối ra luôn. Khi nào mà bọn nào có thấy cái trùng cái mỏ trùng trùng cái mỏ bắt đầu trùng hẳn trùng cái mỏ với ấy chống độc bật đầu bọn nó vô như dám đéo có lối ra thì mẹ chết ngạt trong đấy luôn. Rồi, nhanh lên, nhanh. Rồi, nó vẫn chạy. Đấy, chạy phù đúng cho mình. Má kêu dày chập lửa, ngay dày, dày, chụp dày. Má nó cháy lên. Xong rồi, giải quyết xong rồi. Chưa chắc bị bẹ, khả năng vẫn đang cháy trong. Ừ, trong chợ. Ừ. Mũ mê thế à, nãy giờ kêu dậy dập lửa không nghe. Giờ tao khều luôn á. Đồ, nó cháy kìa. Ừ, cháy trong kìa. Vẫn cháy, nó đang cháy ở trong ấy. Nó sang cửa hàng điện bên kia thì dây điện cháy ngon luôn. Lai trực tiếp vậy? Không. Nó còn pin mà nó lấy tới xe rồi mà. Đóng cửa đừng mở cửa ra nha, khỏi nó vào. Hết trơn rồi. Cô kêu quá ông về dập lửa, không ông nào chịu ngủ còn mê. Chưa được, ông chủ lên đường còn lát nữa. Anh hết rồi. Thằng Dũng nó biết đầu tiên ấy, tôi thấy ấy nó tôi mò mò vậy tôi coi. Má nó lát. Em muốn đái, vừa nghe muốn đái.